Sáng nay trả lời báo chí tại cuộc họp báo thông tin kết quả công tác công an 6 tháng đầu năm của Bộ Công an, Trung tướng Đỗ Kim Tuyến, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Cảnh sát cho biết, hiện Bộ Công an đã nhận được báo cáo của Công an Yên Bái về vụ việc bắt nhà báo Lê Duy Phong của báo Giáo dục Việt Nam. Trung tướng Đỗ Kim Tuyến, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Cảnh sát cho biết, việc bắt nhà báo Lê Duy Phong có nhiều góc nhìn nên cần khách quan. Đến nay, Bộ Công an chính thức đã có báo cáo ban đầu của Công an thành phố Yên Bái. Theo đó, ngày 16 tháng 6 năm 2017, phóng viên Duy Phong đã lên Yên Bái gặp đồng chí Vũ Xuân Sáng, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Yên Bái, nêu một số vi phạm liên quan đến kế hoạch đầu tư của Yên Bái, cung cấp thông tin yêu cầu phối hợp giải quyết, yêu cầu anh Sáng chuyển cho phóng viên 200 triệu, anh Sáng không đủ tiền nên chuyển cho nhà báo Duy Phong 100 triệu, chiều chuyển tiếp 100 triệu nữa. Sau đó, đến ngày 22 tháng 6, tiếp tục lên Yên Bái thì nhà báo bị phát hiện bắt giữ. Đến nay, theo báo cáo ban đầu của Công an Yên Bái, nhà báo Duy Phong đã thừa nhận hành vi nhận tiền vào ngày 16 tháng 6. Như vậy là hành vi phạm tội đã được hoàn thành. Tất nhiên đây mới là điều tra ban đầu, còn phải căn cứ vào các tài liệu chứng cứ nữa nên cần bình tĩnh làm rõ tính khách quan của sự việc. Về việc có nên để Bộ Công an điều tra, đại diện Bộ Công an cho rằng trước hết thẩm quyền điều tra là của Công an Yên Bái. Nếu rút lên Bộ Công an phải trong trường hợp hết sức phức tạp. Bộ Công an hiện đã cử cơ quan điều tra của Bộ Giám sát chỉ đạo Công an Yên Bái điều tra khách quan và đúng quy định.